Hello, xin chào anh em. Hiện tại thì mình đang trong khu vực triển lãm của Gigabyte. Gigabyte thì năm nay thì sẽ chia thành hai khu vực. Một là cái khu vực booth ở trong Computex. Nhưng mà hiện tại thì cái khu vực booth đấy nó có quá nhiều những cái sản phẩm gọi là hơi cao siêu một tí, kiểu như là server hoặc là workstation. Thế nên là mình có di chuyển qua cái khu vực là phòng xui của bên Gigabyte. Khu vực này thì mình nghĩ là sẽ dễ tiếp cận sản phẩm với anh em hơn, bởi vì là đều là những cái mã sản phẩm rất là quen thuộc. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ cùng khám phá cái khu vực này. Thì Gigabyte làm trong một cái tòa nhà rất là sang trọng luôn anh em. Anh em nhìn ở đó, đèn trần các thứ này rất là sang trọng luôn. Và đây là một cái căn phòng rất là rộng, rất là rộng. Hiện tại đây là có những cái khu mà làm việc tác nghiệp này, nghỉ ngơi ở đây. Và chắc là mình sẽ di chuyển đến cái khu mainboard mới của Gigabyte. Nhưng mà cái khu vực mainboard mới này thì đang khá là đông khách tham quan này, đang khá là đông. Thì chắc là mình sẽ chờ một lúc để cái khu vực này nó vắng hơn một chút. Thì mình sẽ show cái dòng main thế hệ mới cho anh em xem. Mình nghĩ là khá nhiều anh em sẽ quan tâm cái dòng main thế hệ mới của Gigabyte. Đó là dòng Z Next Gen anh em nhá. Rồi anh em chờ một chút nha. Và sau một thời gian chờ đợi, thì mình cũng đã chờ được là khu này nó vắng một chút, bởi vì là rất là hot luôn. Anh em biết vì sao hot không? Bởi vì đây là thế hệ mainboard mới nhất của Gigabyte. Đây, Next Gen anh em nhá. Next Gen này. Đó, Next Gen. Nhưng mà khả năng là mình sẽ đi từ những cái dòng thấp đi, từ dòng thấp đến dòng cao đi. Xem nào, có con Aorus, Aorus Pro, Aorus Extreme, Aorus Elite I, không biết là nên đi từ phần nào. Khả năng là thôi, mình sẽ đi từ bên trái sang bên phải đi, chắc là sẽ không phân cấp nữa. Đầu tiên từ bên trái sang bên phải thì chúng ta sẽ có một con dòng Z Aorus Master anh em nhé. Aorus Master thì chắc là không còn xa lạ gì với anh em nữa rồi. Đây là một cái dòng main mà thực sự là hồi xưa ấy, mình cực kỳ ấn tượng Aorus Master bởi cái khả năng gọi là chipset âm thanh của Aorus Master rất là hay luôn. Đó, thì hiện tại mình có một con main đấy, Aorus Master thế hệ mới. Đó, rất là đẹp luôn. Cái phần này nó là Mica anh em nhé. Đó, phần này là miếng Mica và chắc chắn là chúng ta sẽ có cái LED ở đây rồi. Nhưng mà nó là LED thôi chứ không phải cái màn hình, anh em nhá. Đó, giáp này, đó, tản VRM và hai đầu cấp nguồn 8 pin ở đây. Nhưng mà hãng thì không có công bố cái spec, coi như là không công bố là bao nhiêu VRM, rồi không công bố là cái gì nhỉ, cái số lượng khe SD là bao nhiêu. Thế nên là hôm nay là chắc mình sẽ chỉ view qua cho anh em về phần ngoại hình thôi. Đấy, thì ở đây là cái khe SSD này, chắc chắn là SD M2 rồi, bởi vì là nó rất là dày, chắc chắn là đây là khe SSD M2 Gen 5. Đấy. Ở dưới thì chúng ta sẽ có là một số khe SSD M2 Gen 4 ở dưới này. Sẽ có một cái logo Aorus ở đây. Đấy, có một cái chữ Master ở đây. Đó, Master. Đây. Chuẩn luôn anh em ạ. Đây, vẫn như mọi lần mình nói, Aorus Master có những con chip xử lý âm thanh rất là xịn luôn. Đây là chip ESS anh em nhá. ESS thì chuyên là cái chip mà làm những cái máy nghe nhạc hi-fi, chất lượng âm thanh cực kỳ xịn luôn. Và anh em có thể nhìn cái tấm mạch ở đằng sau này, đó, dày chưa? Rất dày luôn. Đấy. Và chúng ta sẽ có là rất nhiều cổng USB luôn, vẫn theo đặc trưng của dòng Aorus. Rất nhiều cổng USB-A luôn. Chỗ này là Wi-Fi này, nhưng mà hãng không ghi là Wi-Fi mấy ở đây. Hai cổng audio, nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là Wi-Fi 7 rồi. Cổng quang này, hai cổng Type-C ở trên này. Đấy. Cổng LAN, đấy, không ghi ở đây. Kể ra mà hãng ghi ở đây thì ngon lành hơn. Rồi, tiếp đến thì mình sẽ có một con Aorus Elite. Aorus Elite thì nó là một cái phân khúc, nó là sẽ là phân khúc thấp hơn. Đây, phân khúc thấp hơn. Đó, anh em ngó qua này. Đây là con Z Next Gen Aorus Elite. Aorus Elite thì gần như là một cái phân khúc thấp nhất của dòng Aorus rồi. Đấy, chúng ta sẽ có là phần giáp tản rất là cơ bản này. Giáp tản là có chữ Aorus đây, và nó sẽ chỉ có một cái giải LED bé xíu ở đây. Mình nghĩ là nó chỗ này nó là LED này. Đấy, giải LED bé xíu thôi chứ không được to như là con Master. Tản VN bên trên này, nó thiết kế phẳng tối giản này. Đấy. Đây là cái khe M2 thì khả năng đây cũng là khe Gen 5 rồi. Đấy, nó rất là dày luôn. Đây, một số khe SD M2 phía dưới này. Đấy, và chúng ta sẽ có một cái này là hình gì đây? Logo của Aorus này. Đấy, Aorus Series. Đấy, chip xử lý âm thanh thì nó cũng đơn giản hơn, chứ không dùng cái chip ESS như là con Aorus Master. Anh em nào thích chơi âm thanh và chơi âm thanh hay hơn thì có thể chơi con Aorus Master. Đấy, còn con Elite, đây là con Elite phiên bản màu đen anh em nhé. Và cái con Elite này nó sẽ có một cái phiên bản nữa, đó là con Elite I. Đấy, Elite I.
hai anh em nhé. Thì năm nay là những cái sản phẩm mà màu trắng của Gigabyte thì hãng sẽ đặt thêm một cái hậu tố là ai nữa anh em nhé, và sẽ là một cái thế hệ mới là đặt tên chung là ai đó. Thì đây mình có một con Aorus Elite màu trắng, cái này rất là hay này. Cái này có nghĩa là Aorus Elite là cái dòng mà giá hấp dẫn và giá dễ tiếp cận, thì anh em hoàn toàn có thể là build một bộ full đen hoặc là build một bộ full trắng với Aorus cũng được đó. Nếu như mà cái con Aorus Pro X nó giá nó quá cao đấy, giá nó quá cao, hoặc là con Aero giá nó cũng rất là cao, thì anh em có thể là chơi cái dòng Aorus Elite này đấy, đã có màu trắng rồi anh em nhé. Về ngoại hình thì nó cũng giống như là con này thôi, nhưng mà đại khái là nó sẽ là màu trắng đấy, màu trắng. À khác anh em ạ, khác đây này, anh em nhìn này, anh nhìn phần dưới này nhá, phần dưới đó và phần dưới bên này khác chưa đó, cái phần này của nó sẽ dày hơn và to hơn đó. Phần này chúng ta sẽ có một cái khe cắm cạc bọc thép này, à vẫn có, nó sẽ có cái nút bấm thao tác nhanh anh em nhé. Để lấy cạc đồ họa đây, thì anh em sẽ bấm cái nút này để mở lấy ra đấy. Ok đấy, như vậy là chúng ta sẽ mở được con cạc đồ họa này ra. Cái con Aorus này cũng thế này, à tất cả hệ Aorus này đều thế hết, đều có cái nút bấm thao tác nhanh. Đấy, năm nay thì làm cái nút bấm này thì chúng ta sẽ mở cái các đồ họa ra thì nó tiện hơn rất là nhiều. Đó, Aorus Elite I, và bên cạnh thì chúng ta sẽ có là dòng Aero thì là một cái phân khúc gọi là cao cấp hơn là so với cả Aorus Elite, và thiết kế dạng phẳng, nó rất phẳng và tối giản luôn. Anh em nhìn này, đây là một cái mặt phẳng luôn, mặt phẳng tuyệt đối luôn, và sẽ chỉ có một chút tách ở đây thôi, một chút tách ở đây đó, cái tản VRM cũng thế đó, cực kỳ phẳng luôn đó, rất là phẳng và vuông vức, rất rất vuông vức luôn. Và mình để ý là tất cả những cái main của Gigabyte thì cái phần bảng mạch là sơn trắng hết, anh em nhìn sơn trắng này đấy. Cái con Aorus Elite cũng thế, cũng sơn trắng này đấy. Sang con Aero cũng đẹp hơn cơ, thực sự là con Aero này rất đẹp luôn, cái phần giáp tản VRM này, dàn VRM đây, hãng này không công bố ở đây, kể ra hãng công bố ở đây thì ngon. 4 cái RAM DDR5 này, có cả cốt báo lỗi anh em nhá, cốt báo lỗi này, và có những cái nút bấm ở trên này để anh em lắp pen table này. Đấy, nút bấm thao tác nhanh mở các đồ họa có luôn này. Đấy, có luôn này, một khe SDM2 Gen 5 đấy, Gen 5 này, và rất nhiều cái khe SD phía dưới này nữa. Và phía dưới này thì cũng thiết kế theo dưới dạng là rất rất phẳng luôn, anh em nhìn phẳng lì luôn này. Đó, nó chỉ là một cái tấm gọi là một cái tấm hợp kim nhôm mà chèn tách lên thôi, rất rất phẳng luôn đấy. Bảng mạch là màu trắng hết anh em nhá, rất đẹp luôn. Cái con Aero này mà lắp vào kiểu vỏ tối giản như kiểu NZXT thì gọi là hết nước chấm luôn. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có dòng Tektron I thì cái dòng Tektron này thì anh em cũng biết rồi, đây là cái dòng mà chuyên để ép xung, và đây là cái dòng hiệu năng cao, mà đây là lại phiên bản màu trắng luôn anh em, phiên bản màu trắng luôn. Và anh em nhìn nhá, cái socket là đặt ngang, cái socket là nằm ngang đấy. Còn bên trên thì chúng ta sẽ có là hai khe RAM, cái này chỉ có hai khe RAM thôi để tối ưu cái khả năng là ép xung RAM. À anh em nhìn này, anh em nhìn cái socket chưa, LGA18XX đấy, đây là một cái socket hoàn toàn mới anh em nhé. Nói chung là thay main thì anh em phải thay chip rồi, chứ không dùng chip cũ được đâu. Đây là khe gì đây? Đây là khe SSD anh em nhé. Đây là khe SSD này. Đây là vẫn là một cái nút mở các đồ họa thao tác nhanh ở đây. Đó, mở các đồ họa thao tác nhanh ở đây. Chúng ta sẽ có là khá nhiều nút bấm ở trên này, cộng trừ này, nút nguồn này, và có một cái hình con rùa ở đây. Không biết là cái hiểu tưởng con rùa này có ý nghĩa là gì. Cốt báo lỗi này. Đấy, chỉ có cái con này khác là cái là RAM lắp bên trên và cái socket sẽ là nằm ngang. Đấy, rất đẹp luôn anh em nhìn này. Aorus này, chữ Aorus này. Đấy, chắc chắn nó sẽ có giải LED ở đây rồi. Đây, anh nhìn này, đó, rất đẹp luôn. Logo Aorus này. Tektron là một cái dòng thực sự rất là đẹp. Và cái size main nhé, cái size main của nó cũng to hơn. Nó cũng to hơn là một con Z thông thường. Anh em nhìn này, đây là con Z thông thường, và đây là một con Tektron. Đấy, cái bề rộng nó rất rộng luôn. Cái này thì anh em phải chơi những cái mã vỏ rất là to nhá thì mới vừa con main này. Nhưng mà hơi lạ là đằng sau nó không có chặn main anh em ạ. Đây, đằng sau nó không có chặn main, và cái số cổng USB nó cũng ít hơn. Đó, nó chỉ có một cổng Type-C này, vài cổng USB thôi, hai cổng Wi-Fi này.
con này là rất ít cổng kết nối, mình khá là lạ với mã này. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ xuống phía dưới. Phía dưới thì sẽ có một con main phổ thông hơn, đây là con Aorus Pro X. Aorus Pro X thì nó là một cái dòng mà nó sẽ cao cấp hơn là dòng Elite, cao cấp hơn là Elite, nhưng mà nó sẽ dưới con Master, nó cao hơn con Elite và dưới con Master. Đấy, Aorus Pro X. Đây, thiết kế là phần giáp tản là có một chữ Aorus rất là to, thì khả năng là sẽ có cái LED, có cái LED ARB ở đây. Đấy, tản VRM này, dàn VRM ở đây. Khe RAM thì 4 khe RAM DDR5 và bọc thép ở khe số 2, khe số 4 này, rất là quen thuộc này. Khe SDM2 Gen 5 này, một số khe SD ở phía dưới này. Nói chung là thiết kế của con Aorus Pro X này thì nó khá là đơn giản thôi, nó cũng không có quá nhiều điều để nói về con này. Đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái chặn main khá là đẹp, màu đen luôn, Wi-Fi 7 anh em nhé. Cái mã này thì nó là điền luôn Wi-Fi 7 này. Đấy. Đấy, khá là nhiều cổng USB ở đây. Audio mic này, cổng quang âm thanh này, đó. Rồi mình sẽ next tiếp sang con rất cao cấp, hình như là cao cấp nhất. Đây là con cao cấp, Aorus cao cấp nhất luôn. Nhưng mà nó lại là dòng X870 anh em ạ, chứ không phải là dòng Z. Đây không phải là dòng Z. Không, nó không có con Z Xtreme anh em nhỉ. Nó không có con Z Xtreme mà nó lại chỉ có con X870 thôi. X870 Aorus Xtreme. Thôi tiện có con main mới ở đây thì mình sẽ nói về con X870 luôn. Mình cứ tưởng con này là nó con Z thế hệ mới là dòng Xtreme, nhưng không phải. Đây là con main của AMD. Thì chúng ta sẽ có một cái phần giáp rất là to ở đây, và khả năng là phần này nó sẽ có màn hình này. Đấy, nó sẽ có một cái màn hình hiển thị ở đây. Hít sinh luôn anh em ạ. Tản VRM chơi hít sinh luôn. Đó, rất rất xịn luôn. Đây. Cái tản VRM bên trên thế chơi hít sinh luôn. Đấy. Đây là một cái dòng cực kỳ cao cấp của Aorus luôn. 4GB RAM DDR5. Đấy. Đây, cốt báo lỗi này, nút nguồn đầy đủ này. Tản nhiệt SDM2 Gen 5 này. Đấy, Xtreme này. Logo Aorus rất là to ở phía dưới này. Đấy, phần dưới này khả năng là nó cũng có LED ARGB này. Rất đẹp luôn. Đấy, đây là cái dòng cao cấp nhất. Nhưng mà nó là dòng X, đấy, chứ không phải dòng Z. Dòng Z thì lại không có con Z Next Gen ở đây. Hơi tiếc nhỉ. Đây là một con main dòng AI top của Gigabyte. Năm nay thì Gigabyte nhấn mạnh về cái khả năng AI, mà không chỉ riêng Gigabyte, mà năm nay mình thấy là hãng nào cũng nhấn mạnh về cái khả năng là AI. Đây là phần cứng được Gigabyte tối ưu rất là nhiều cho AI, anh em nhìn này. Đấy. AI top thì chúng ta sẽ có là một cái main mà dùng cái socket là TRX50. TRX50 thì anh em sẽ chạy cái chip AMD Threadripper nhá. Threadripper thì sẽ có 8 khe RAM. Đấy, dàn tản này. Và chúng ta có thể lắp được là 4 cái card đồ họa ở đây. 1 2 3 4. Đấy, một lát nữa là mình sẽ show cái bộ PC mà dùng con main này cho anh em xem. Rất khủng luôn. Rất rất khủng luôn. Bộ này rất đắt tiền luôn. Và đây là một con ETX hay Next Gen Z nhá. Next Gen Z Aorus. Aorus Ultra dòng Z, nhưng mà nó là một con main ETX. Đấy, anh em nhìn này. Nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn. Mình quay chỗ này cho nó nhiều ánh sáng. 2 khe RAM bé xíu. 2 khe RAM. Một đầu cấp nguồn 8 pin này. Đó, dàn VRM này. Giáp tản rất là ok này. Đằng sau đây là cổng kết nối đằng sau này. Chúng ta sẽ có là một vài cổng USB này. Một cổng Type-C này. Wi-Fi, cổng quang. Đằng sau thì đây vẫn như thường lệ, đằng sau chúng ta sẽ có là một cái khe SDM2 đây. Đấy. Thì đây là con Aorus Ultra, nhưng mà nó là dòng ETX. Đó, như vậy là hòm rồi nhỉ, hòm về phần main rồi. Và chắc là mình sẽ qua cái phần card đồ họa, có một cái bộ main card rất là khủng luôn. Đây, main card rất là khủng ở đây. Đây anh em nhìn nhá. Đây là con Aorus Z790 Xtreme X. Đây là một cái mã main mà nó rất đắt tiền. Mã này ở Việt Nam hình như là hãng có báo mình như là hơn 40 triệu cho con main này anh em nhé. Và hãng có chia sẻ với mình luôn đó là cái main này là có đánh số thứ tự luôn. Đó, và cái chi tiết này được mạ vàng thật anh em nhé, mạ vàng thật luôn. Và cái socket bên trong anh nhìn này, nhưng mà nó che mất rồi. Nhưng mà bên trong anh em nhìn ở đấy, cái chân socket là mạ vàng thật luôn. Lấp lánh luôn, óng ánh luôn. Đó. Và cái phần này nó sẽ có một cái màn hình. Đó, màn hình ở đây. Rất đẹp luôn. Anh em nào mà chơi con main này thì gọi là hết bài luôn. Và
có chữ ký nhá, có chữ ký của CEO, như CEO Intel thì phải. Đó, có chữ ký ở đây. Rất đẹp luôn, anh em nhìn phần giáp tản này, giáp tản này, tản VRM này. Nó khác biệt hoàn toàn với những cái bên còn lại luôn. Đó. Đây là những cái nút bấm để anh em dùng này, ví dụ như là power reset này, power reset này, cốt báo lỗi này. Đó. Type C. Có một cái cổng Type C lộ ở bên này luôn. Rồi. Nút bấm thao tác mở các đồ họa nhanh này. Đấy. Tất cả những cái chi tiết ở dưới này được cái tấm giáp này nó che hết rồi. Đó, đây là một cái tấm giáp rất là lớn, che hết những chi tiết bên dưới. Khiến cho là cái toàn bộ cái thiết kế của cái main này cực kỳ liên lạc. Đây là một con main gọi là cực kỳ sang chảnh luôn. Anh em nào mà chơi con main này ở mấy cái bộ kiểu như là nhiều chi tiết kim loại ấy, hoặc là đi tản nhiệt nước cất tầm mà ống màu vàng ấy, thì mình nghĩ là nó sẽ cực kỳ hợp với con main này. Và đây là con card đồ họa cũng thiết kế theo cái chủ đề của con main này. Đây là con 4080 Super. Anh em nhìn này, đây là đánh số thứ tự luôn, số thứ tự là 27. Chỗ này là mạ vàng luôn anh em nhé. Đấy, vàng xịn luôn đấy. Ba fan rất là lớn luôn. Và chúng ta sẽ có một cái chữ ký, hình như là chữ ký của ai ạ? Hình như đây chữ ký của ông CEO của bên Nvidia thì phải. Đó. À, bên trên thì chúng ta sẽ có một cái họa tiết và sẽ có một cái chữ là Titanium ở đây. Không biết là cái card này có sử dụng cái vật liệu là Titanium hay không, nhưng mà chúng ta có chữ Titanium ở đây. Đây là những cái họa tiết rất là đẹp luôn này. Đấy, họa tiết rất là sang trọng luôn. Màu trắng, full trắng luôn anh em nhé, full trắng luôn. Đấy, mà vàng này. Nói chung là cái cặp main và cái card này mà lắp lên một cái bộ PC kiểu full trắng mà ống vàng thì nó cứ gọi là thôi rồi luôn, rất rất đẹp luôn. Đấy, như vậy là điểm nhanh qua về cái khu của Gigabyte. Có ít sản phẩm thôi nhưng mà nó có rất nhiều điều để nói. Thì bây giờ là mình sẽ di chuyển tiếp sang cái khu vực màn hình. Đó, màn hình thì có một cái rất là hay mình giới thiệu đến anh em. Mình sẽ di chuyển từ khu vực màn hình và sau đó là di chuyển tới khu vực là PC anh em nhá. Ok, mình đang di chuyển đến cái khu vực màn hình rồi và hiện tại thì anh em thấy là hãng đang setup là 4 cái màn hình anh em nhá. Chúng ta sẽ có là 4 cái màn hình. Đây thì chúng ta sẽ có là 3 cái màn hình 32 ở dưới này, 3 cái màn hình 32 và một cái màn hình 27 ở trên này. Nhưng có cái điểm gì hay ở 4 cái màn hình này thì đầu tiên là mình sẽ đọc qua spec trước. Đây anh nhìn này, Samsung Display này. Thì đây là những cái mã màn hình mà sử dụng cái tấm nền là QD OLED và sử dụng tấm nền của Samsung anh em nhé. Và mã này thì đây anh em nhìn nào, đây là con FD27Q3A. Không, con này không phải con 27. Đây là đây mới là con này. Đây con 32 đây, con 32F. FD F gì đấy, FO à, 32U2P. Đây là mã 240Hz luôn anh em nhé. Và đây là cái màn hình 4K. Đó anh em nhìn này, đó 4K luôn, 4K 240Hz. Tuy nhiên thì hôm nay là hãng có show một công nghệ, đó là dùng một cái dây Daisy chain. Đây, một cái dây Daisy chain dùng cho cả 4 màn luôn. Thì nếu như mà anh em dùng cái công nghệ này thì cái dây đầu vào này, cái dây đầu ra DisplayPort này cắm tình cao đồ họa ấy, là cái dây mà phải có băng thông cực kỳ cao luôn. Đấy, và đây hãng có dùng cái dây DisplayPort 2.1 luôn, 2.1 luôn anh em nhé. Thông thường ở nhà thì chúng ta hay dùng là dây DisplayPort 1.4 thôi, nhưng mà đây nó dây 2.1 luôn. Đó, dây DisplayPort và băng thông lên tới 80GB. Đó, 80GB luôn. Và anh em nhìn nhá, một cái dây này cắm vào màn này, sau đó là từ màn này sẽ dùng một cái dây Daisy chain cắm sang màn bên cạnh. Đó, và nó sẽ nối tiếp như thế. Đó, sẽ cứ nối tiếp như thế. Từ màn này sang màn tiếp theo. Đó, và sẽ nối lên cả cái màn bên trên nữa. Như vậy là chúng ta sẽ chỉ cần là một sợi cáp duy nhất cắm vào các đồ họa là chúng ta sẽ cung cấp tín hiệu được cho cả 4 cái màn hình này rồi. Đây là cái công nghệ gọi là Daisy chain rất là hay luôn. Cái này thì anh em có thể là setup một cái phòng, gọi như anh em nào mà chơi chứng khoán ấy, hoặc là cần dùng nhiều màn hình thì có thể chơi công nghệ này rất là gọn gàng luôn, không phải là đi dây dợ nhiều nữa. Thì anh em có thể tham khảo những cái mã màn của Arut này. Đấy, đây là con Arut FO32U2P và một con là Arut F gì đấy, FO27Q3. Đó anh em nhá. Đó, rất ngon luôn. Vừa chơi game vừa làm việc ngon lành. Công nghệ rất là hay. Rồi, tiếp đến thì đây cũng là một cái mã màn mình thấy là hình như là con này bán ở Việt Nam chưa ta? Đây, con này là con MO34VQC2 34 inch anh em nhé, 34 inch.
34 inch, con này là tỷ lệ là 219 à, 219, và là nó là màn hình QLED, cũng là QLED luôn, và là 240Hz QLED 34 inch. Mã này mình thấy là sẽ phù hợp với nhiều anh em Việt Nam này. Nếu mà anh em sợ kiểu màn cong, kiểu tấm nền VA nó xấu, thì anh em có thể dùng màn cong mà tấm nền QLED thì cái chất lượng hình ảnh nó sẽ đẹp hơn, và cái tần số quét nó cũng rất là cao. Đấy, tần số quét là 240Hz. Và bên này mình có thấy con màn rất là đẹp luôn anh em. Thực sự là con này nếu mà anh em nhìn bên ngoài thực tế thì hiển thị nó rất đẹp luôn, rất rất đẹp luôn. Đây là mã màn CO đây. CO49 DQ. Đây là một cái mã màn mà đua Quad HD. Còn đây là màn hai con 2K. Đua 2K anh em nhé, đua 2K 144Hz. Và đây là cái màn hình 49 inch anh em nhá. Đó. Ngon lành cành đào không? Đó, con này là 32.9 anh em nhỉ. Đấy, con 34 kia là 21.9, con này là 32.9. Cái này thì rất là hợp với anh em kiểu chơi game thế giới mở này. Đó, anh em nhìn. Đó. Xịn không? Đẹp không? Cái này anh em chơi game 3 thì cứ gọi là hết nước chấm luôn. Đó, rất rất đẹp luôn. Rồi, nó xong bên này. Đây là một cái bộ PC được ASRock setup sẵn, rất rất xịn luôn. Toàn những cái linh kiện cao cấp. Đây, để mình xem cấu hình nhá. Ồ, hãng lại không ghi cái phần cấu hình ở đây nhỉ. Ồ, có một cái LCD này, LCD 8View. Ờ, đây là một cái sản phẩm mới của Gigabyte ASRock này. Xin không anh em? Chúng ta sẽ có là một cái dây nguồn này, một cổng Type-C này, một cổng USB này. Nhưng mà thực chất là đây có demo đây. Anh em chỉ cần cắm một cái cổng này thôi. Đây là cổng Thunderbolt đúng không anh em? Đây là cái ký hiệu của Thunderbolt đúng không? Đấy, anh em chỉ cần cắm một cổng này thôi. Cắm ở phía sau là nó sẽ cung cấp cái tín hiệu màn hình cho con màn này. Rất là đẹp luôn. Đây là một cái mã màn mini. Màu trắng luôn anh em nhé. Cái này anh em setup hay là đặt trong PC rất là đẹp này. Anh em có thể là tháo cái vị trí fan sau ra, đặt cái này. Không biết sắp tới về Việt Nam không? Nếu mà về Việt Nam mà cái phụ kiện này khoảng tầm, mình nghĩ là nếu mà anh em bán khoảng tầm 2-3 triệu thì sẽ rất là dễ bán này. Nhưng mà mình nghĩ là Gigabyte sẽ bán giá cao hơn, vì thông thường là về mặt bằng chung sản phẩm Gigabyte thì giá sẽ cao hơn bình thường một chút. Đó, bên trong thì chúng ta vẫn có những cái sản phẩm rất là cao cấp rồi. Main là ASRock này, con này là con ASRock Extreme rồi. ASRock Extreme thì sẽ có một cái màn hình ở đây. Đó, một cái con cạc là ASRock Master, nhưng mà mình không ghi là không rõ là mã nào. Đấy, đây là anh em nhìn này, đây là cái con RAM Trident Z DDR5 Royal mới nhất nhá. Đó, rất là hay luôn. Đấy, nhưng mà hôm nay là sự kiện Gigabyte nên mình sẽ không nói nhiều về phần RAM. Đây là cái tản nhiệt mới của Gigabyte ASRock này. Đó, chúng ta sẽ có một cái màn hình rất là to ở đây. Màn hình rất là to và xung quanh thì sẽ là bo cong và hai cái dây rất là to và con này thì nó vẫn dùng cái dây tín hiệu như thế này. Kể ra mà dây tín hiệu mà luồn được vào ống này thì ngon anh em nhỉ. Đấy, thì nó sẽ ok hơn. Và cái vỏ này rất là khủng rồi. Vỏ này mình quên mất tên rồi anh em. Quên mất tên cái vỏ này rồi. Con này là mã gì mình quên mất rồi. Vỏ của ASRock rất rất khủng luôn. Rất là to, con này là con full tower. Rồi, tiếp đến thì chúng ta sẽ có là một cái khu vực là setup full trắng của Gigabyte. Thì năm nay là màu trắng thì hãng sẽ thêm cái hậu tố là AI anh em nhé. AI ví dụ như là con này là con Z790 ASRock Pro này. Mã này thì mình lên cho anh em mấy video rồi này. Đấy, ASRock Pro, mã này mình lên nhiều video rồi nhá. Rất nhiều anh em khen đẹp này, và thực sự là nó đẹp thật. Đây là con Eagle Eye, nhưng mà hãng này không ghi là mã gì. Đây 4060, con này là 4060 Ti anh em nhé. 4060 Ti Eagle Eye. Anh em nào mà chơi full trắng mà ngân sách thấp ấy thì có thể tham khảo con này. Và đây là cái tản ASRock đây. Cái tản ASRock không ghi tên ở đây ta. Không có cái bảng tên ở đây. Hãng thì có bày demo ở đây nhưng mà lại không có bảng tên ở đây. Kể ra mà có cái bảng tên đây thì hay. Đây là một cái tản nhiệt nước của ASRock có màn hình nhưng mà là màu trắng nhá. Con kia thì là màu đen nhưng con này là màu trắng. Đó, rất đẹp luôn. RAM là của ASRock luôn này. RAM ASRock luôn. Vỏ cây của Gigabyte luôn anh em nhá. Vỏ cây của Gigabyte luôn. Full trắng, full LED RGB. 3 fan trước. Nguồn cũng là trắng luôn anh em nhá. Nguồn trắng luôn. Đây, nguồn này. Nguồn cũng là trắng luôn. Và năm nay thì Gigabyte làm khá nhiều sản phẩm trắng, rất là đẹp. Có con main này đẹp này. B650E ASRock Steed
How Roots Did I. Đẹp không anh em? Đẹp dã man luôn. Và đây là con men giấu dây anh em nhé. Đây, giáp tản cực kỳ phẳng này. Đấy, anh em giấu dây hết rồi. Không thấy cổng 24 pin đâu, không thấy đầu cấp nguồn đâu. Các thứ là giấu dây hết rồi. Và đây là đằng sau. Đấy, đây là khu vực mà cổng cắm của nó. Giấu dây hết đằng sau rồi. Rất rất nhiều cổng cắm rồi. Đấy, đằng sau hết rồi anh em nhá. Đẹp không anh em? Đẹp nhờ. Đấy, cái phần chặn mên đằng sau này trắng luôn, rất rất đẹp luôn. Đây, quay lại lần nữa về phần con mên này. Đấy, phần này là kín luôn này, che kín luôn hết anh em nhá. Không lộ một cái gì ra luôn. Bảng mạch màu trắng luôn, phun trắng luôn. Ủi, cái mã này đợt này mà chip AMD đang rất là rẻ. Anh em nào mà chơi chip AMD với con mên này mà chơi bộ phun trắng thì cứ gọi là vừa khỏe, vừa đẹp, vừa mát luôn. Đó. Đấy, như vậy là mình đã đi nhanh về cái phần gọi là màn hình và một số cái demo PC của Gigabyte Outroot. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ di chuyển ra cái khu vực gọi là AI Top. Đây là khu vực AI Top của Gigabyte, thì sẽ trưng bày là những cái giải pháp AI ở đây em nhỉ. Đó, những cái giải pháp AI ở đây đó, sẽ có những cái bộ PC rất là khủng. Và đây là cái bộ PC mà sử dụng cái main mà mình vừa mới show cho anh em xem ấy. Bộ này rất là đắt thì phải, bộ này hình như gần 1 tỷ thì phải, rất đắt luôn. Ở đây chúng ta sẽ thấy là đây cái main mà mình vừa show cho anh em xem đấy. Đó, đây chúng ta sẽ có là TRX 50 AI Top. Cái này là dùng cho AMD Threadripper này. Đấy, và các đồ họa thì chúng ta sẽ có là con VK7900 AI Top 48GB. Đó, và chúng ta sẽ có bốn con cạc đồ họa luôn. Full RAM luôn anh em nhá, full khe RAM luôn, full 8 khe RAM luôn. Tản nhiệt nước của Outroot. Đấy, vỏ cây gì ta? Nói chung là mình thì cũng không chuyên về cái món này, thế nên là sẽ chỉ show cho anh em xem về phần ngoại hình thôi. Đấy, đây là cái giải pháp AI Top năm nay của Gigabyte Outroot. Đây, cái vỏ cây này hình như là đợt trước mình lên cho anh em rồi phải. Đây là một cái vỏ cây mà rất là thoáng Gigabyte, sẽ có cái mặt lưới ở đây. Đó, rất là thoáng luôn. Và đây là cái giải pháp AI Top ở bên Nvidia thì chúng ta sẽ có là vẫn là con main TRX50 AI Top. Nhưng mà về phần card đồ họa thì chúng ta sẽ có là 4070 Ti luôn anh em nhé, 4070 Ti, nhưng mà nó là thuộc thế hệ AI Top. Thì anh em thấy đây là thiết kế dưới dạng là tản lồng sóc thì sẽ có một cái fan ở đây, và tất cả cái luồng gió nó sẽ đẩy ở phía sau. Đó, chúng ta sẽ có 4 con card ở đây, và sẽ có một cái logo AI Top ở đây. Đó, đây là cái giải pháp AI năm nay của Gigabyte. Anh em nào mà trên AI thì có thể tham khảo cái giải pháp này của Gigabyte. Đó, cũng là full 8 khe RAM luôn này, rất khủng luôn. Đây họ có demo trên cái phần mềm riêng của Gigabyte AI Top Utility. Cái này là phần mềm nó sẽ hiển thị những cái thông số chạy của máy ở đây. Rất khủng. Về bộ này thì chúng ta vẫn có một con main, vẫn là một con main TRX 50, nhưng mà đây là dòng Aero thì màu trắng luôn anh em ạ. Nhưng mà thực tế thì mình thấy là anh em làm việc thì sẽ không quan tâm đến cái ngoại hình lắm, nên là làm cái màu trắng này khả năng nó hơi thừa. Đó, cạc thì chúng ta sẽ có là đây hai con 4090 luôn, hai con 4090. Đây là 4090 dòng Eagle thì phải. Thiết kế kiểu đơn giản như này thì nó là dòng Eagle. Đấy, hai con cạc ở đây full 4 khe RAM. À đúng rồi, 4 khe RAM, con này chỉ có 4 khe RAM thôi. 4 khe RAM thì sẽ gồm 2 khe bên trên và 2 khe bên dưới. Đó, thì hãng có demo những cái sản phẩm AI Top ở đây. Đó, ở đây thì có bày cái laptop nữa, nhưng mà chắc là thôi, mình sẽ bỏ qua cái phần laptop. Mình không chuyên về laptop lắm, chuyên về PC và phần cứng nhiều hơn. Đấy, như vậy là mình đã tham quan một lượt về gian hàng của Gigabyte ngày hôm nay. Rất rất nhiều sản phẩm mới luôn, rất rất nhiều sản phẩm mới và rất rất nhiều cái hay luôn. Đó, thì hy vọng là anh em sẽ thích cái video này. Rồi bây giờ thì chắc là mình phải đi ăn trưa rồi, đói lắm rồi anh em ạ. Đấy, cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.